Hello, xin chào mọi người, chào lại Chi đây. Thì ngày hôm nay Chi đang có mặt tại quảng 961 Nguyễn Đình Thủ, Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Thì số điện thoại của Chi có để qua bên trái màn hình là 0348002913. Thì hôm nay Chi sẽ quay cho mọi người về dòng AB125. Thì hôm nay mẫu 2023 thì hôm nay bên Chi có lên sơn hai bản màu sơn sẵn. Hiện tại ở Chi ha, đó chính là màu xám nha. Mẫu 125 thì có cổng sạc điện tử và khóa sạc mắc cây luôn rồi, thì chắc Chi cũng không cần nói quá nhiều. Ở đây mẫu này thì bên Chi hiện tại giá AB cũng đang rất là mềm luôn ha. Cái này đa cà vẹt cũng sẽ là màu xám đen luôn nha. Cái bên đây là một em xám luôn nè. Nhưng mà cái hai cái màu xám này nó khác biệt rất là nhiều luôn nha. Cạnh đây là một em 160 màu đỏ. Thì cũng rất nhiều khách hàng hỏi Chi về con AB160 này màu đỏ luôn nha. Thì bên Chi có lên sẵn một số những cái đồ phụ kiện này. Phụ kiện này thì bên Chi sẽ giảm giá 10% giá trị phụ kiện theo xe. Ngoài ra thì ở đây hôm nay Chi có tất cả các dòng xe như là Vision ở đây, bên Chi đều có hỗ trợ trả góp ha. Thủ tục trả góp bên Chi cực kỳ đơn giản thôi, chỉ cần trả trước cho Chi là 5 triệu đồng. Có chứng minh nhân dân mang theo cho Chi hoặc bằng lái mang cho Chi thì càng tốt ha. Bên Chi thì thủ tục làm rất là đơn giản thôi, chỉ cần 15 đến 30 phút là xong rồi. Chỉ đủ cho Chi là 18 tuổi là có thể lên hồ sơ được rồi nha các bạn. Tất cả các dòng xe hiện tại tháng này cũng đang rất là mềm rồi, tranh thủ đó là sắm xe sớm, thứ nhất là kịp biển số Tết cho các bạn đi chơi cho nó vui vẻ này. Mà hiện tại cái thời gian làm biển số nó cũng rất là lý tưởng, mà thứ hai là giá xe hiện tại cũng đang rất là giảm rất là nhiều rồi, thì tranh thủ mua luôn trong tháng này nha các bạn. Ngoài ra thì ở bên Chi có rất nhiều có nhận sơn nên sơn theo yêu cầu của các bạn luôn ha. Và có rất là nhiều những cái mẫu xe ở đây, những xe nhập khẩu như các bạn cũng hỏi Chi đó chính là Vario 125 này, 150 160 nha. Và ở đây bên Chi có tất cả các dòng xe như là SH ở đây bên Chi có lên sẵn rất là nhiều màu nha các bạn. Có bất kỳ một thắc mắc nào về cái màu xe nào thì có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Chi, sẽ gửi mẫu tất cả các mẫu xe mà các bạn yêu cầu qua Zalo, hoặc là Chi sẽ quay cho các bạn về những cái video sau ha. Nhớ nha, trước khi qua cửa hàng liên hệ trực tiếp qua cho Chi sẽ hỗ trợ các bạn 500 đến 1 triệu phí xăng xe đi lại và nhiều những cái phần quà hấp dẫn bên Chi. Chi thì rất mong được đón tiếp tất cả các bạn tại cửa hàng của Chi. Đó, video ngày hôm nay chắc Chi dừng lại ở đây thôi, sẽ gặp lại mọi người ở những cái video sau. Tranh tay mua xe sớm để có xe chơi Tết, mà cái thời điểm này mua xe giá xe cũng đang rất là ổn định nha các bạn. Đó, video ngày hôm nay xin dừng lại ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tất cả rất nhiều những video sau ha. Xin chào.